Chị ngồi đây chờ tôi chút nha. Bộ hồi tối á, nó giận chồng nó hay sao mà nó ôm mùng mền để nó ngủ vậy? Mệnh gói của tôi đó, đêm qua tôi thức khuya mần ba cái thuốc, nó sợ tôi ngủ quên ở ngoài đây nên nó mang mền gói ra đó. Chị qua có chuyện gì không chị? Mấy bữa nay chị chính chị hò quá đi nên tôi dẫn chị qua hốt mấy thằng thuốc. Vậy để tôi qua xem mặt cho chị chính. Khí huyết bị ứ, cái này là tâm bệnh. Đó, tôi nói có sai đâu. Chị á, lo nghĩ chuyện đó quá nên quá bệnh đó. Mà chị yên tâm đi, chuyện gì á cũng có cách giải quyết hết. Để tôi hốt cho chị chính mấy thang thuốc, uống cho khí huyết lưu thông. Nhưng cần thiết nhất á là chị phải vui vẻ lên, bỏ hết phiền muộn đi. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng ngặt nỗi bỏ không có đặng. Có chuyện gì chị nói thử xem, coi bà con lối xóm có giúp được gì chị không. Tôi ở trên cái đất này hơn 5 năm rồi. Trước đó tôi cũng mua bán có giấy tờ đàng hoàng. Không hiểu sao bây giờ có người cứ lên đây khăng khăng đòi lấy nhà của tôi. Ai mà ngang ngược dữ vậy? Người ta vừa có tiền vừa có thế. Tôi sợ tôi không đấu nổi với người ta. Chàng ơi, sao chị không nói sớm? Tôi chỉ cho chị chỗ này, bảo đảm luôn, chị không những thắng mà còn kiện ngược lại người ta được luôn. Chị có quen thầy cãi giỏi hả? Cần gì thầy cãi, cậu Bình ở đây là đủ rồi. Hả? Cậu Bình mừng được hả chị? Mừng được tôi mới nói chứ. Cậu Bình giỏi chữ nghĩa lắm. Giấy tờ nhà tôi nè, một tay cậu Bình lo cho đó. Thằng Bình nhà tôi, nó có chút chữ nghĩa thôi, nhưng chuyện gì nó giúp được ai thì nó sẽ giúp. Vậy tôi cảm ơn thầy Bình dữ lắm. Cảm ơn thầy ba, cảm ơn chị Năm. Vậy chị về nhà lấy hết giấy tờ qua đây, cậu Bình coi rồi cậu Bình giúp cho. Đúng là quân phản trắc mà. Biết vậy từ đầu cha không truyền nghề cho nó. Cha, nó đâu có phản trắc đâu cha. Chuyện này nó đã bàn với cha lâu rồi, mà tại cha không ưng. Ưng sao được mà ưng. Tự dưng nó xúi cha bán cái gara của cha để mua cái gara của thằng Bột. Mà con biết bao nhiêu tiền không? Rồi toàn những cái thứ mới mẻ đó, ai biết cái gì đâu mà làm. Cha không muốn mua thì thôi, còn Cao, bây giờ nó có tiền rồi thì cha cho nó ra làm riêng. Đâu có việc gì đâu cha. Sao không? Nó ra riêng rồi ai làm thợ chính ở đây? Bộ con tưởng chỉ cho một đứa làm thợ chính là dễ lắm hả? Đó, thằng Cang đó, mất 10 năm chết vậy. Cang lên thợ chính lâu lắm rồi mà cha. Cà ra mình nhỏ, chỉ toàn sửa xe đời cũ. Tụi thằng Tí, thằng Giáp làm cũng được. Cha cứ coi như là con cái lớn rồi cho ra riêng vậy đó. Nó đâu phải là con của cha. Hay là con với nó. Cha, cha nghĩ đi đâu vậy? Còn lớn tuổi hơn nó, làm gì có chuyện đó. Ừ, đúng. Nhưng mà con không phải là chị ruột của nó, cũng không phải là vợ của nó. Mắc gì con cứ binh nó chầm chầm vậy? Còn có binh gì đâu. Con, con chỉ nói lý lẽ thôi mà. Con cũng biết con lớn tuổi hơn nó đó nha. Coi như em út quá thì được, đừng có để tình cảm đi xa quá, rồi sau này con mình con khổ thôi đó. Không có mà. Cha nghĩ gì vậy không biết.
Được không con? Dạ được. Nhưng hơi khó. Bộ khó lắm mà con. Ba cái chuyện nhà cửa đất đai này mà sao không khó? Nhưng mà chị Chính yên tâm, cái gì á mà vào tay cậu Bình là xui rót hà. Con nói thiệt với hai dì, về mặt pháp lý thì mình chắc thắng rồi đó. Nhưng nếu không lo chút đỉnh cho các quan trên thì họ sẽ bày đố chuyện, làm khó mình. Lo là lo bao nhiêu con, chứ nhiều quá vì Chính cũng không có. Tốn một ít, nhưng so với việc mình có cả một căn nhà thì cũng đáng mà. Chị Chính yên tâm đi, hễ cậu Bình nói được là được. À, thiếu nhiều tôi cho mượn. À, dạ, chị cậu Bình nói vậy tôi cũng yên tâm. À, vậy thôi mình về. Dạ. Về để cho anh ba với cháu Bình còn ăn cơm. Nó đi làm về chưa ăn cơm mà phải lo coi giấy tờ cho chị đó. Dì cảm ơn con lắm nha Bình. Dạ, có gì đâu dì Chính. Con coi dì Chính cũng như dì Năm đây, giúp được gì con giúp hết mình. À, thôi dì về. Ờ, dì về nha, trong sự nhờ con đó. Dạ. Sao này tao không có vậy? Tìm cái việc thú đi, ngồi vô làm đi. Để tao. Trời ơi, ông làm gì mà đốt tên Lý vậy? Thằng Bình Bình xuống kiểm tra kho là chết cả luôn. Sợ cái gì chứ? Nếu thằng Bình nó xuống kiểm tra là dùng người khó rồi. Nó khô nhưng mà nó vẫn còn chết lo. Hiểu chứ thằng ngu? Nè, mày nói ai là thằng ngu? Mày có tin tao đánh chết mẹ mày không? Trời, tôi sợ quá. Ông còn nhớ nhờ ai mà ông được vô cái kho này không? Không có tu vậy, giờ này ông còn ngoài đường ăn xin rồi. Mày, còn không có tao á, mấy thằng tù đã đánh mày xanh cỏ rồi. Không nói nhiều, đóng nắp cho xong đi, đi về giùm tôi. Bánh ơi, Bánh ơi, Bánh, Bánh. Anh làm ăn kiểu gì vậy? Sợ bất cẩn quá. Dạ, tôi lỡ tay làm đổ mấy thùng nguyên liệu, xin anh hai tha cho. Sắp tới lãnh lương tôi định đủ cho anh. Quá chất này mắc tiền lắm. Muốn đền tiền rồi bị cho nghỉ việc luôn hay sao mà còn đứng đó. Trời ơi. Lấy nước châm chờ những bình còn thiếu rồi lau sàn đi. Vậy có được không anh? Thank you.
Chào anh. Tôi vừa đề nghị kiểm kho và cho làm vệ sinh sạch sẽ. Dạo này thời tiết nắng nóng quá, vì ảnh hưởng đến chất lượng của nguyên liệu. Tốt quá, vậy chúng ta cùng vào trong xem sao. Ở bên trong bụi bặm lắm, để tôi rửa kho cho sạch sẽ cái đã. Vậy tôi lên phòng trước, xong việc anh lên báo cáo với tôi. Dạ, giờ thầy về hả? Có cô gái nào đẹp lắm đang ngồi ở phòng khách chờ thầy đó. Dạ chào thầy. Dạ xin hỏi thầy có phải là thầy Bình không thầy? Tôi là Ngọc Hương, con gái của bà chủ phận. Má tôi cũng hay lên nhà thầy Ba Chánh hút thuốc. Ra là vậy. Cô đến đây gặp tôi không biết gì chuyện gì? Má tôi với bà Chính có tranh chấp với nhau về căn nhà. Ở đây nói chuyện không có tiện, hay mời thầy qua nhà của tôi nói chuyện có được không? Làm sao tôi qua đó được? Lỡ như người ta nhìn thấy, tôi sợ không tiện. Không sao đâu, đó là nhà của má tôi cho tôi, trong nhà còn có con sen, cho nên thầy đừng có ngại. Thôi được rồi, vậy thì chúng ta đến đó nói chuyện. Vậy thì cảm ơn thầy trước. Con thì giỏi rồi, khi còn trẻ má thất bại hoài, tán gia bại sản luôn đó. Má nói vậy thôi, chứ tài sản hôm nay của má không phải là do má kinh doanh mà có sao? Tài sản làm ra từ tiền của ông ngoại con cho má. Má làm tiêu tan hết. Còn cái hãng xà bông này, thật ra được gầy dựng lên từ vàng của dì con. Dì con? Sao con chưa từng nghe má nhắc đến dì? Bà ấy theo chồng đi sinh sống ở xa và đã chết lúc ông ngoại con hấp hối. Có đưa cho má một chiếc hộp gỗ, trong đó là cả một tài sản lớn mà ông ngoại để lại cho dì. Nhưng má đã không giao lại cho dì con. Tại sao vậy má? Hay là má không gặp được dì? Má có gặp lại dì, nhưng má không đưa. Chắc dì con hận má lắm. Má có lỗi với dì ấy, nhưng nếu không làm như vậy thì bây giờ má con mình không có một mái nhà để ở. Nhà này đẹp thiệt. Mời thầy dùng trà. Nhà này mới lấy lại 2 tháng nay thôi. Tự tay tôi mua sắm, sửa sang lại mọi thứ. Tương lai nhà của bà Chính tôi cũng sẽ mừng như vậy, nhưng chắc sẽ đẹp hơn. Thì ra cô gặp tôi vì chuyện của bà Chính.
Dạ, thầy Thông Ký thông minh thiệt. Tôi chưa nói mà thầy đã biết. Ai chỉ cô đến gặp tôi? Thầy không cần biết đâu. Chỉ cần biết là nếu thầy giúp má tôi thì má tôi sẽ không quên ơn thầy đâu. Giấy tờ của bà Chính là hợp pháp, má cô không làm được gì đâu. Giấy tờ thì hợp pháp, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Cô nói vậy là sao? Cái nhà đó là bà Chính mua từ cha tôi, nhưng thiệt ra cha tôi chưa có lấy tiền. Cha cô nói vậy, tại sao ông ấy không ra làm chứng? Cha tôi đã chết cách đây 5 năm rồi. Tôi nghe má tôi nói lại thôi. Tuy cha tôi có làm giấy tờ cho bà Chính, nhưng bà ấy vẫn chưa trả tiền cho cha tôi. Theo lẽ thường thì căn nhà đó vẫn thuộc về nhà tôi. Thầy Ký thấy làm sao? Tôi thấy gia đình cô cũng khá giả. Nếu không nói là giàu có, vậy tranh giành làm gì với người phụ nữ nghèo khổ đó? Thiệt ra tôi với má tôi cũng đâu có tranh giành gì đâu. Chỉ là tôi muốn làm theo lẽ phải. Căn nhà đó cũng có nhiều kỷ niệm của cha tôi. Có lẽ tôi không giúp được cô với má cô đâu. Cô thông cảm. Thầy Bình, cô còn muốn cái gì? Thầy ngồi xuống uống miếng nước trà đã. Mời thầy dùng trà. Trà. Nếu thầy không giúp được tôi thì thầy cũng đừng để tâm việc này nghe. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi không muốn thầy nghĩ tôi với má tôi là những người tham lam, đi tranh đoạt với cả người nghèo khổ. Tôi chỉ muốn lẽ công bằng. Cái đó thì cô đã nói rồi. Thôi được rồi, tôi sẽ không nói việc này ra. Và tôi cũng không giúp cho bà Chính nữa. Để mọi chuyện từ đâu từ. Sao giờ này mình mới về? Xong việc thì về, chứ ai muốn làm thêm đâu. Mình ăn cơm chưa? Tôi xuống dọn cơm cho mình. Chưa ăn, nhưng không đói. Mình đi nghỉ đi, kệ tôi. Nè, mình có muốn nghe một tin vui không? Của ai? Thì tin vui của tôi. Tin vui của mình thì đâu có gì quan trọng,
phải không? Tháo giùm cái coi. Dạ. Đã nói là dày chật rồi, ráng mua làm gì? Mình nói ai đó? Tôi nói mình chứ nói ai. Đôi giày này đâu phải tôi mua. Đôi tôi mua mình không ưng, tôi đem trả lại rồi. Đôi này của mình mua mà. Nóng nực quá, tôi đi tắm đây. Nè, mình có muốn nghe tin vui không? Không, bực bội. Em rất giống một người. Ai vậy? Má. Má anh cũng đẹp và dịu dàng như em. Anh nói câu này với nhiều người phụ nữ rồi phải không? Không, em là người duy nhất. Anh không bao giờ dùng hình ảnh của má để tán tụng những cô gái. Sao tự nhiên đập vô trán tôi vậy? Không có gì. Thôi, mình ngủ đi. Thì đang ngủ mà. Tự nhiên làm người ta giật mình. Sao mình với con lên sớm vậy mà không báo cho tôi biết trước? Làm sao tôi cho mình biết trước được? Nếu đánh dây thép cho mình nhận được thì tôi với con cũng lên tới Sài Gòn rồi. À, mình lên đây lo công việc cho má tới đâu rồi? Cũng chưa tới đâu hết, nhưng chắc là được. Theo tôi á thì má nên bỏ quách cái nhà đó cho xong. Nhà đó vừa cũ vừa xấu, dành với người ta làm cái gì? Thì không hiểu nổi luôn. Ngoại nói tất đất tất vàng, một cắt ngoại cũng không để rớt ra ngoài. Rồi ngoại chết có mang theo được không? Kim Minh, sao mình lại nói với con như vậy? Thì tôi nói đúng mà. Cũng may á là con ở với mình, chứ ở với ngoại á không biết ra sao nữa. Còn mình thấy khó thì buông đi. Được mà mình, người ta hứa sẽ giúp tôi. Ai vậy? Thầy Ký ở bên hãng xà bông. Nói ra mình cũng không có biết đâu. Lo mấy cái chuyện này tìm thầy cãi, chứ thầy Ký thì làm được cái gì? Người này lo giấy tờ bên nhà bà chính, nhưng anh ta hứa sẽ giúp cho tôi thắng kiện. Anh ta bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không có hỏi. Chừng nói chuyện xong là tôi về ha. Vậy hôm nay mình có đi gặp người ta không? Định là như vậy, nhưng giờ có mình và con lên đây, tôi sẽ hẹn người ta vào hôm khác. Vậy hôm nay mình đi xe thú nha má. Sau đó mình sẽ đi xem chớp bóng luôn. Con ưng không? Dạ, ưng đi cha. Má con đã thích như vậy. Dạ. Không lẽ cha không ưng? Vui quá. Anh giải thích cho tôi, tại sao hàng lại kém chất lượng như vậy? Chất lượng thành phẩm kém là do chất lượng nguyên liệu kém. Nguyên liệu từ trước tới giờ vẫn vậy. Nếu chất lượng kém thì phải coi có vấn đề gì ở đây. Có thể là do nguyên liệu đã bị pha trộn tráo đổi. Tôi muốn anh làm sáng tỏ chuyện này.
Không cần làm sáng tỏ gì hết, tôi có thể trả lời cho anh ngay bây giờ. Đa số nguyên liệu trong kho đều đã hết hạn sử dụng. Không đúng. Những mối cung cấp nguyên liệu cho chúng ta từ nhiều năm nay rồi, họ không thể nào làm ăn gian dối được. Chính vì họ biết anh tin tưởng nên họ mới dám làm điều đó. Anh không nghe người ta nói sao? Dò sông, dò biển dễ dò, nào ai lấy thứ mà đau lòng. Tôi có mối nguyên liệu tốt mà lại giá rẻ nữa, tôi có thể giới thiệu cho anh. Tôi tưởng anh hơn những thằng ở dưới kho chứ. Tất nhiên. Anh không tin có hàng rẻ mà tốt. Được rồi, tôi sẽ mang mẫu thử qua cho anh xem trước, còn lại tùy anh quyết định. Dạ, tôi lỡ tay làm đổ mấy thùng nhiên liệu. Quá chất này mắc tiền lắm. Lấy nước châm vào những bình còn thiếu rồi lau sàn đi. Vậy có được không anh? Dạ. Anh ký sổ kho giùm em. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi không cần số tiền này. Cất đi. Dưới xưởng có phản hồi, chất lượng dầu dừa xuất từ kho dạo này rất kém, không đảm bảo yêu cầu. Ông chủ biểu phải điều tra cho rõ. Anh ráng mà tính, kẻo tù tội chứ không phải dẫn chơi đâu. Dạ, tôi biết rồi. Nhớ lời tôi dặn, từ bây giờ làm bất cứ điều gì cũng phải cẩn thận. Dạ. Tôi xin phép. Con nghi ngờ chuyện gì? Con cũng không dám chắc, nhưng có thể đây là một âm mưu. Âm mưu của ai? Của thằng thầy ký. Nếu nó làm không được việc thì cứ cho nó nghỉ. Nó làm được việc, rất được việc, nên con mới cảm thấy nghi ngờ. Con càng nói má càng không hiểu gì hết. Mình trả lương cho nó không cao thì việc gì nó phải tốt với mình như vậy. Con đa nghi quá. Nếu con trả lương không cao mà nó vẫn làm tốt cho con thì chứng tỏ nó đang mong được con trả lương cao hơn. Con phải nhớ, những đứa làm công là mình nắm số phận của nó, chứ không phải nó nắm số phận của mình. Con cứ để cho nó làm, đến khi nào nó không làm tốt nữa thì cho nó nghỉ. Vậy thôi. Dạ. Bộ có chuyện gì vui hả? Bình thường thôi. Tại tôi thấy mình cười hoài. Mình nè, lại gần tôi. Chi vậy? Lại gần đây, tôi nói cho nghe. Mình nằm cạnh tôi đi. Mình muốn gì thì cứ nói đi. Mình mượn tiền của cha giùm tôi được không? Hả? Mượn tiền của cha? Chi vậy?
thì mua đồ cho hãng. Mình mua đồ cho hãng thì hãng phải trả tiền chứ. Ừ, chuyện là vậy. Tôi mua đồ cho hãng mà để ứng tiền trước thì sẽ mua được hàng rẻ, lời nhiều. Chứ mình cầm tiền của hãng đi mua thì nói chi. Bất quá chỉ đi làm công thôi. Tôi không hiểu đâu. Nhưng mà mình muốn mượn bao nhiêu? 1.000. 1.000? Ừ. 1.000 lớn lắm đó. Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy? Mình không có, nhưng cha có. Thôi, mình nói chuyện với cha đi. Mình là con gái của cha, mình nói dễ hơn tôi chứ. Nhưng tôi có biết nói gì đâu. Mình không nói thì thôi. Tôi đã ngại cái tiếng ăn bám cha lắm rồi. Tôi đi làm đã không dư được một đồng miếu cha ăn bánh. Bây giờ còn mượn tiền cha, coi sao đặng. Thôi được rồi, để ngày mai tôi liệu lời nói với cha. Nhưng mà cũng không chắc lắm đâu. Mình biết cha không có nhiều tiền như vậy mà. Mình cứ hỏi đi, tôi chắc là cha có mà. Nếu cha không đưa tức là cha ích kỷ. Chứ cha thiếu gì tiền. Mình đừng có nói như vậy, cha nghe cha buồn. Không nghe thì thôi. Thôi, để mai tôi nói với cha được chưa? Nói thì phải nói liền đi, chứ tính mình hay quên lắm đó. Ông Pháp mới tới đây hỏi về chuyện mua dầu dừa giá sỉ. Tôi không có sẵn tiền, anh có thì cho tôi mượn đi. Tôi sẽ mua và bán lại cho anh, nhưng không phải bằng cái giá sỉ đó. Anh cũng biết mà, tiền phải đẻ ra tiền chứ. Tất nhiên rồi, tiền thì phải đẻ ra tiền, nhưng quan trọng là lấy đâu ra tiền. Tôi rất thích những người thẳng thắn giống như anh. Nhưng lát nữa tôi giao dịch với ông Phát thì anh đừng... À, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không nhảy vô phá đám anh đâu. Má đã có đủ 20.000 cho con. 20.000? Chẳng lẽ má đã... Má đã cầm cố căn nhà này, nhưng con nói lô hàng này khá chất lượng mà lại rẻ nữa, thế nào cũng lời. Lúc đó mình trả tiền cho nhà băng rồi lấy lại giấy tờ nhà thôi, con lo gì? Con vừa mới nói lại với thầy Ký là mình sẽ không mua nữa. Tại sao con lại làm như vậy? Chính con nói với má là muốn mua mà. Con chỉ muốn thử hắn ta thôi,
Nếu như đây thực sự là một món hời thì mình không mua, hắn cũng sẽ nhào đầu vô mua. Tôi muốn gặp ông Hưng. Ông ấy nhờ tôi nói chuyện lại với ông. Mời ông ngồi. Cảm ơn. Các anh muốn gì thì nói đi. Tôi không có nhiều thời gian, tôi còn phải giao dịch nhiều mối lắm. Tôi biết chứ. Nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Ông chủ tôi nói không đủ tiền để mua. Nhưng tôi sẽ mua. Anh nói giỡn phải không? Chủ anh nói không đủ tiền để mua, mà anh có tiền để mua. Ông không cần hiểu, cứ đủ tiền là mua được, đúng không? Tôi không giao dịch bằng miệng. Muốn giao dịch với tôi thì phải giao dịch bằng tiền mặt. Được, tôi sẽ tạm ứng trước cho ông 5%. Tôi không lấy xét. Tiền mặt chứ gì, ông đã nói rồi mà. Nếu hắn mua rồi thì má con mình đâu còn gì. Má cứ yên tâm đi, mua hàng đâu phải trong một lúc đâu. Chủ hàng khi nào đưa hàng tới thì mới nhận số tiền còn lại. Nếu như thằng thầy ký nhảy vô vụ này, nghĩa là vụ này ngon thiệt. Lúc đó mình chỉ cần đưa tiền cho chủ hàng để ông ta hủy hợp đồng với hắn là được. Nhưng hủy giao kèo là một đền hai đó con. Đền hai hay đền ba thì mình vẫn còn lời mà má. Ông chỉ cần viết giấy cho tôi là đã nhận đủ tiền cọc. Khi hàng tới, tôi sẽ giao toàn bộ tiền cho ông. Nhưng nếu ngài giao hàng, anh không cầm đủ tiền cho tôi thì sao? Thì tôi chịu mất tiền cọc. Ông cũng biết rõ chuyện đó quá mà. Được, tôi sẽ viết biên nhận cho anh. Anh đã chuẩn bị kho chưa? Ông yên tâm, tôi đã mua hàng thì tất nhiên tôi phải chuẩn bị kho rồi. Có phải cậu ta là... Dạ thưa má, cậu ta tên Bình. Mày chính là... Má. Không có gì. Ông có thể ở lại để chúng tôi thương lượng được không? Không cần thương lượng nữa. Tôi đã giao dịch xong cho anh Bình rồi. Anh ta không còn là thầy ký của hãng tôi nữa. Tôi đã cho anh ấy nghỉ việc rồi. Những gì mà anh ấy nói với ông đều là sai sự thật. Anh đừng quá đáng như vậy nha. Anh đã từ chối mua hàng của ông đây. Tôi đã mua. Bây giờ anh muốn ngược lại là sao? Tôi nhờ anh giao dịch cho hãng, mà anh lại lừa gạt, lôi kéo khách hàng về phía mình. Nếu như tôi không biết chuyện này thì đã bị anh qua mặt rồi. Tôi không hiểu gì hết. Thôi được rồi, tôi mời ông ngồi xuống, tôi sẽ giải thích cho ông. Ông đừng quên, ông đã nhận tiền của tôi rồi. Mày không được xen vào chuyện làm ăn của con tao. Nó đã đuổi việc mày rồi. Ông ấy đã nhận tiền cọc của tôi. Nếu muốn hủy hợp đồng phải đơn tiền cọc cho tôi. Tao sẽ trả hết cho mày, nhưng mày phải đi khỏi đây. Mà ăn ở tức đức như vậy, trước khi bà chết không có ai chống gậy cho bà đâu. Mày, má, mày đi khỏi đây mau.